Em ở Hà Tây, đầu 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 cuối Hà Tây, đầu Hà Nam. Đang chém cánh rồi, chết rồi. Đang đang cuối Đang đầu. vẫy cánh rồi. Rồi bây giờ thì em đang đi bơi chim con em. Anh có thời gian thì nên test. Chết con này chết Rồi rồi. bà rồi, 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 chết. Im trật tự. Trước khi đi điện cho em xem chim còn hay không đấy nhé. Chết đấy. Okay. Quấn nhỏ này đầu to à? Vẫn đặt hai lưng đuôi hầu nhỏ to à. Con này hầu to đi vẽ nhiều quá còn theo nghe thì nó hót rồi khu vực viết là nhiều tiếng chim hót chắc có con nào hót với con nào đấy đuôi nó vẫn giật thế này thì vẫn chơi mà đấy. Hôm nay chắc là độ vài phút rồi đi cũng cụ đây này đó 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 đây này hầu này con là hầu gì không chứ có quả cụ có cả hầu dễ này đang quẩy quẩy vẫn chuyển ở đấy nó phải loanh quanh một lúc thôi nó ừ. Bọn già hè thường thường là hơi lâu rình đá rồi ấy sợ ấy sợ ấy sợ chơi cứ bừng thế là khi thế thế này lần nãy chưa gặp chú nào tôi thấy được cảm xúc rồi lại xuống rồi từ nó là từ từ lại lên con này cuốn này thì cái trường hợp như tôi hôm qua chị cũng bị khá lòng chỉ hình đá thôi mà không đá là mượn luôn mai dưới người đó mời anh ta ngoài đây nhỉ con đấy giọng hay đây sao ô tôi tưởng đá luôn vào lồng đấy tôi tưởng đá đây nó loanh quanh từ nãy mình đã nhìn cái rình kiểu rình đá bay lại cái xong bay cái kiểu nhẹ nhàng ấy. Chú đấy là dễ hay bay luôn vào lồng đấy không ạ? Ừ. Cũng như vừa nãy ở dưới gốc chuối mà nó bay nó đạp cầu tử luôn. Ừ. Đấy thì đấy, đấy. Ra nữa đi đây. Thôi đánh chết vội làm gì chết vội thì lại đi đâu đánh bây giờ ông cứ ngồi từ từ cả ngày cũng được đi đâu mà có khi đánh xong lại thả ra đánh lại tiếp lần nữa bảy đấu cơ mà đúng không được gỡ hai lần hôm nay mang mấy túi à, có 4 cái 5 cái thì ông bố ông lấy 1 cái nếu anh ở trên đấy nữa phải làm hết túi bổ xuống